Việt Nam là quốc gia lớn thứ ba trên thế giới về lượng cung cao su thiên nhiên. Theo thống kê của Hiệp hội Cao su Việt Nam, tính đến năm 2023, trên cả nước có 910.000 hecta cao su. Năm 2022, xuất khẩu cao su Việt Nam đạt hơn 2,1 triệu tấn và thu về hơn 3,3 tỷ đô la Mỹ. Năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành cao su đạt hơn 9,4 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, sản phẩm cao su chế biến sâu đạt kim ngạch cao nhất với 4,4 tỷ đô la Mỹ. Tiếp đó là cao su thiên nhiên gần 2,9 tỷ đô la Mỹ và gỗ cao su 2,2 tỷ đô la Mỹ. Trong thời gian gần đây, nhu cầu tiêu thụ mủ và gỗ cao su trên thế giới đang có nhiều thay đổi, đặc biệt là các quy định về tính hợp pháp và bền vững của gỗ và mủ cao su đang được tăng cường. Vì vậy, việc phát triển rừng trồng cao su bền vững có vai trò quan trọng trong việc phát triển bền vững ngành lâm nghiệp, đảm bảo gỗ và mủ cao su từ Việt Nam tiếp cận được với các thị trường có yêu cầu cao trên thế giới. Trong năm 2023, xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam đạt gần 2,9 tỷ đô la Mỹ, đứng ở vị trí thứ 3 trong tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng thuộc cây công nghiệp lâu năm là cà phê, điều, cao su, giảm 12,7% so với năm trước do phải đối mặt với khó khăn trên thị trường xuất khẩu với giá bán trung bình giảm, trong khi sản lượng xuất khẩu duy trì ở mức 2,14 triệu tấn. Tuy bị chững lại trong năm 2023, nhưng cao su vẫn là mặt hàng có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong nhóm ngành cây công nghiệp lâu năm giai đoạn 2016-2023, với tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 8,2%, trong khi cà phê chỉ đạt 3,5% và điều đạt 3,6%. Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 5 tháng 2024, sản lượng cao su xuất khẩu ước đạt 560.000 tấn, giảm 4,6%, và kim ngạch xuất khẩu ước đạt 842 triệu đô la Mỹ, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2023. Theo dự báo của các chuyên gia trong ngành, xuất khẩu cao su Việt Nam có thể bắt đầu tăng trưởng trở lại với giá trị xuất khẩu 3,3 đến 3,6 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2024-2025 nhờ hưởng lợi từ việc giá xuất khẩu có thể phục hồi từ 10 đến 15%. Năm vừa rồi chúng ta đã xuất khẩu khoảng độ hơn 4 tỷ đô la về các cái sản phẩm cao su, thì đây là một cái ngành tiềm năng mà đất nước chúng ta đã chuyển từ cái chuyên xuất khẩu cao su nguyên liệu sang cao su sản phẩm. Hiện tại thì cái việc kinh tế tuần hoàn và sản phẩm xanh cũng đang được các cái doanh nghiệp quan tâm, là họ dùng lại các cái nguồn cao su tái chế, rồi làm thế nào để dùng các cái nguồn nguyên liệu mà có thể tái chế được để cho cái sản phẩm mình càng ngày càng đỡ ô nhiễm. Đặc biệt là ở Việt Nam mình thì các cái lốp xe đã được tái chế hoàn toàn. Và đây là một trong những cái điểm sáng mà ngành cao su của Việt Nam đóng góp vào cái việc kinh tế xanh và tuần hoàn. Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường, đồng thời đáp ứng được các yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường xuất khẩu, đầu tháng 10 năm 2023, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam VRG đã công bố Chiến lược Tăng trưởng Xanh và Phát triển Bền vững giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn 2050. Đối với nhiều doanh nghiệp trong ngành, xanh hóa cũng đang là chiến lược tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao giá trị thương hiệu của doanh nghiệp trên thương trường. Trong Chiến lược Xanh vừa công bố, VRG đưa ra nhiều mục tiêu cụ thể như giảm mức phát thải khí nhà kính trong các hoạt động năng lượng ít nhất 15% vào năm 2030 và 30% vào năm 2050 so với năm nay. Xanh hóa chuỗi cung ứng với mục tiêu đến năm 2030 khoảng 60% diện tích cao su của toàn tập đoàn và rừng trồng sản xuất đạt chứng nhận quản lý rừng bền vững quốc gia và quốc tế và 100% nhà máy chế biến mủ cao su có chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm. Hướng đến năm 2050, VRG đạt mục tiêu tập đoàn có 100% diện tích cao su và rừng trồng, sản xuất, đạt chứng nhận quản lý rừng bền vững quốc gia và quốc tế. Nhà máy sản xuất bao gồm cả mủ, gỗ và sản phẩm công nghiệp cao su có chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm. VRG cũng dành nhiều ưu tiên cho quyết tâm xanh hóa quy trình sản xuất, chuyển đổi cơ cấu nguồn năng lượng sử dụng theo hướng gia tăng tỷ trọng các nguồn năng lượng tái tạo. Với mục tiêu đến năm 2050, nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sinh khối chiếm tối thiểu 50% tổng nhu cầu sử dụng, tiết kiệm khoảng 20-30% năng lượng so với tổng nhu cầu,
đồng thời giảm thiểu 20% chất thải nguy hại trong quá trình sản xuất. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện và duy trì cái chứng chỉ rừng cao su bền vững VFCS, BFC, FM cũng như là chuỗi hành trình sản phẩm BFC, COC, và chúng tôi sẽ cố gắng tuân thủ mọi cái yêu cầu tiêu chuẩn của hệ thống FSC để mà chúng tôi sẽ phấn đấu thực hiện chứng chỉ rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC trong cái thời gian tới. Vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi sẽ là tăng cường cái quảng bá cái sản phẩm mũ cao su, gỗ cao su có chứng chỉ BFC đối với thị trường trong nước cũng như là quốc tế. Thứ ba nữa là nâng cao cái thương hiệu sản phẩm của cao su Bình Long cũng như là của tập đoàn sản phẩm thương hiệu VRG có chứng chỉ rừng BFC. Tôi đã có định hướng và đang phát triển một số loại mút xốp để bảo vệ môi trường, tức là khi chúng tôi đã sản xuất ra những cái sản phẩm để bán cho khách hàng xong thì những cái rác thải của những cái sản phẩm đó chúng tôi sẽ đưa quay trở lại để sản xuất, để thứ nhất là được tốt cho một cái giá thành và để bảo vệ môi trường. Chúng tôi đang rất được khách hàng châu Âu ưa chuộng về cái sản phẩm tái chế recycle. Những nỗ lực phát triển bền vững của ngành cao su là rất quan trọng để giảm thiểu các thách thức về môi trường và xã hội liên quan đến hoạt động sản xuất. Thực hành bền vững và tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm cùng với đổi mới công nghệ và nhận thức của người tiêu dùng là chìa khóa cho chuỗi cung ứng cao su thân thiện với môi trường và có trách nhiệm hơn với xã hội. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc phát triển thương hiệu ngành cao su thông qua nhãn hiệu chứng nhận cao su Việt Nam, Việt Nam Rubber ở trong và ngoài nước, qua đó nâng cao năng lực xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp ngành cao su Việt Nam. Đồng thời, với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để đáp ứng xu hướng xúc tiến thương mại trên môi trường số và xúc tiến thương mại đa kênh, phát triển thị trường một cách bền vững.